Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang hôm nay ngày 14 tháng 3. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi diễn ra hội thảo xác định tầm nhìn dự án chương trình phát triển đô thị loại 2, đô thị xanh thuộc tiểu dự án Hà Giang do tư vấn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, chiều ngày 13 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã có buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB do bà Sonia Chan Sandru, chuyên gia cao cấp về môi trường làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo các sở ngành chuyên môn của tỉnh, lãnh đạo thành phố Hà Giang. Tại buổi làm việc, bà Sonia Chan Sandru, chuyên gia cao cấp về môi trường, trưởng đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và các thành viên trong đoàn đã nêu ra những ý kiến tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, cách làm, hướng triển khai xây dựng thành phố loại 2, đô thị xanh. Theo đó, trên cơ sở đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu để xây dựng kế hoạch hành động xây dựng thành phố xanh và điều kiện cần thiết đó là việc quy hoạch, đánh giá tác động môi trường và biến đổi khí hậu đối với việc phát triển đô thị, việc nghiên cứu, đánh giá các loại thông tin khác nhau từ kinh nghiệm của các thành phố khác đã được xây dựng theo mô hình đô thị xanh. Tiêu chuẩn về thiết kế, các thành tố về hợp tác trong lĩnh vực này để phân tích thông tin môi trường, kinh tế, văn hóa xã hội để có những giải pháp nghiên cứu thực hiện. Các biện pháp thay thế, bổ sung, các vấn đề khác nhau cần lập ra bản đồ nêu rõ và đánh giá mức độ các khu vực rủi ro, đề ra các biện pháp phù hợp, ưu tiên việc cần làm. Phát triển hạ tầng giao thông kết nối với các khu vực xanh, từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, trước hết cần xây dựng hoàn thiện các tiểu dự án, tính khả thi về mặt tài chính, hiệu quả về mặt kinh tế. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông cảm ơn, ghi nhận các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn Phát triển Châu Á ADB, đồng thời nhấn mạnh tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chuyên môn và thành phố Hà Giang sớm hoàn thành hồ sơ dự án, đảm bảo thời gian đúng quy định. Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông cũng đề nghị đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cung cấp các danh mục thông tin, số liệu, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa Hà Giang và đoàn tư vấn. Về phía Hà Giang sẽ làm hết sức mình thực hiện tốt các quy trình, xây dựng các tiểu dự án cũng như các bước về phát triển đô thị xanh một cách cụ thể. Đồng thời mong muốn Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB quan tâm đến đề xuất của Hà Giang để dự án có thể được triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Chiều ngày 13 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 36 chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Xeo Phử về các nội dung thực hiện chương trình 1-3 năm vấn đề di cư tự do, đào tạo nghề, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành buổi chất vấn. Dự phiên chất vấn tại điểm cầu Hà Giang có đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang và một số sở ngành của tỉnh. Đặt câu hỏi chất vấn với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Xeo Phử, các đại biểu đã nêu lên những vấn đề như hiện nhiều xã 135 vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn, giải pháp nào để chương trình này đạt được mục tiêu đặt ra? Mới chỉ 6% đồng bào dân tộc thiểu số được đào tạo nghề, vậy các chương trình đào tạo nghề của chính phủ có đến được với bà con dân tộc hay không? Vấn đề di cư tự do đến Tây Nguyên gây ảnh hưởng an ninh xã hội của vùng này, giải pháp gì để khắc phục? Hiện tại có quá nhiều chính sách đang triển khai tại các tỉnh miền núi, vùng dân tộc. Việc thực hiện các chính sách tản mạn, phân tán do nhiều đầu mối thực hiện dễ gây thất thoát trong quản lý, khó đánh giá hiệu quả. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Xeo Phử nêu rõ, chương trình 135 là một chương trình hợp lòng dân tạo được hiệu quả thiết thực rõ nét. Tuy nhiên do nguồn lực hạn chế nên hiện còn nhiều nội dung của chương trình chưa được triển khai. Bộ trưởng Giàng Xeo Phử đề xuất Chính phủ, Quốc hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới vấn đề này. Giải pháp đột phá là có thể tiếp tục cấp nguồn thực hiện chương trình 135 hoặc phải thay đổi, xây dựng chương trình này thành chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho các tỉnh dân tộc miền núi, các tỉnh nghèo. Đối với vấn đề di dân, hiện có hai xu hướng, với miền xuôi là di dân từ nông thôn ra thành thị, với đồng bào dân tộc thì di dân theo hướng từ đông sang tây, tập trung vào các vùng còn nhiều đất màu mỡ. Vấn đề quan trọng nhất là phải tìm rõ nguyên nhân ở nơi dân di đi, từ đó có chính sách đầu tư cho các vùng dân có nguy cơ di cư để họ không di cư đi nơi khác. Với các vấn đề như thiếu đất sản xuất, đất ở, giải quyết việc làm cho bà con dân tộc miền núi, Ủy ban Dân tộc đang phối hợp với các bộ ngành, các địa phương để cùng tháo gỡ. Hiện có rất nhiều chính sách đang triển khai ở các vùng dân tộc thiểu số, đó không phải là chính sách riêng của Ủy ban Dân tộc nên không thể tránh được việc chồng chéo. Nên để ít chương trình, thu gọn các đầu mối chính sách, xác định chính sách trọng điểm cho giai đoạn trung hạn mới,
như vậy đầu tư mới hiệu quả. Kết luận buổi chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ủy ban Dân tộc tiếp tục nhất quán chủ trương của Đảng về chính sách các dân tộc miền núi, tập trung sức lực thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở vùng dân tộc miền núi năm 2015 thắng lợi. Các bộ, các ngành và chính phủ ra soát, xem xét lại chính sách của đồng bào dân tộc miền núi để hình thành hệ thống chính sách mới, thích hợp với điều kiện mới. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh huyện Xín Mần vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trong năm 2014, công tác xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Xín Mần quan tâm, lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân. Trong năm, huyện đã kết nạp mới 357 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn đảng bộ lên hơn 4.000 đồng chí. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh huyện đã tích cực tham mưu cho đảng bộ huyện triển khai tốt mọi công việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự của cấp ủy các cấp, chuẩn bị các đề án, phương án nhân sự và các chức danh chủ chốt của cấp ủy chính quyền các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Về nhiệm vụ trong năm 2015 của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị huyện Xín Mần là tập trung cao độ trong lãnh chỉ đạo để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16 đã đề ra, tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Ngày hôm qua, 13 tháng 3, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Giang đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố bậc học mầm non năm học 2014-2015. Tham dự hội thi có 52 giáo viên đến từ 15 trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Giang. Các giáo viên sẽ tham gia các phần thi lý thuyết gồm đề tài sáng kiến, kinh nghiệm hoặc đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, bài kiểm tra năng lực về những hiểu biết luật giáo dục và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, phần thi thực hành dạy một tiết trong chương trình của bậc học mầm non. Hội thi là cơ hội để các giáo viên đang giảng dạy ở các trường mầm non của thành phố Hà Giang được học tập, trao đổi kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua trong các nhà trường. Đồng thời cũng là dịp để các giáo viên khẳng định chất lượng khai thác, sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học theo chương trình giảng dạy mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Đây cũng là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên bậc mầm non của thành phố Hà Giang, từ đó giúp cho ngành giáo dục thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hiện nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên đã và đang tập trung đẩy mạnh sản xuất lúa vụ xuân năm 2015 nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch và khung lịch thời vụ. Vụ xuân năm nay, toàn huyện Vị Xuyên gieo trồng trên 6.600 ha, trong đó diện tích lúa là 1.900 ha, diện tích lúa thâm canh là trên 1.800 ha, chiếm 95,6% diện tích. Để đảm bảo gieo cấy đạt đủ diện tích lúa, huyện Vị Xuyên đã cung ứng được trên 78.000 kg giống gồm nhị ưu 838, nhị ưu 725, nhị ưu 986, giống lúa thuần PC6, BG1, HT1, Khang Dân 18. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã cấy được trên 1.800 ha lúa, đạt 95,4% kế hoạch. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương như Phong Quang, Minh Tân, do điều kiện thời tiết khô hạn, ít mưa đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo cấy. Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất vụ xuân, ngay từ đầu vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tập trung tuyên truyền cho bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, ưu tiên sử dụng các giống lúa mới có năng suất chất lượng cao, đặc biệt là khả năng chống chịu sâu bệnh nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm chỉ đạo lấy đại đoàn kết dân tộc làm động lực, lấy sức dân chăm lo cho dân làm phương châm, huyện Yên Minh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Sau 5 năm thực hiện, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được nâng lên, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Cứ vào những ngày thứ bảy hàng tuần, hơn 102 hộ dân trong thôn Bản Trường, xã Hữu Vinh lại cùng nhau quét dọn đường làng ngõ xóm. Việc làm này đã được người dân trong thôn duy trì suốt 3 năm nay. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư từ năm 2010 đến nay, diện mạo của một làng quê nghèo đã có sự chuyển biến rõ nét. Qua bình xét hàng năm,
thôn có trên 50% hộ đạt gia đình văn hóa. Cả thôn có 10 hộ đã được công nhận là nhà sạch vườn đẹp. Nhìn khung cảnh sạch sẽ của bản hiện nay, thật khó tin, chỉ cách đây vài năm, thôn Bản Trưởng vẫn được nhắc đến là một trong những thôn công tác vệ sinh môi trường yếu nhất xã. Chúng tôi theo cách tổ tự quản, thì mỗi tuần đến thứ bảy, chúng tôi tập trung, gọi anh em, tất cả các chị em phụ nữ chung tay chung sức để xây dựng nông thôn mới, quét dọn sạch sẽ cho làng xóm chúng tôi được xanh tươi sạch đẹp, thì chúng tôi thấy là rất là có ý nghĩa. Cũng giống như thôn Bản Trưởng, xã Hữu Vinh, ở thôn Nà Mạ, thị trấn Yên Minh đang trở thành một trong những điểm sáng trong thực hiện phong trào nhà sạch vườn đẹp. Mỗi hộ gia đình đều xây dựng cho mình một vườn rau sạch đẹp. Tính đến nay, thôn có 55 hộ đạt gia đình văn hóa và trên 30 hộ được công nhận nhà sạch vườn đẹp. Thôn chúng tôi thì thực hàng năm chúng tôi có tổ chức cái ngày đại đoàn kết toàn dân. Sau đó thì chúng tôi có triển khai, tức là cái việc thực hiện theo cái quy ước hướng ước của thôn, và nhân dân thì rất là đồng tình ủng hộ. Thế cho nên là cái việc tổ chức thực hiện của chúng tôi thì giao cho tất cả các đoàn thể cùng kết hợp và tổ chức thực hiện. Huyện Yên Minh xác định đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là một trong 5 nội dung cần phải thực hiện. Do đó, huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống văn minh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, duy trì các hoạt động tự quản ở khu dân cư để giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Qua 5 năm, tại 282 thôn bản, tổ dân phố đều thực hiện phong trào có hiệu quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Tính đến nay, toàn huyện đã có 123 khu dân cư được công nhận là làng văn hóa và trên 7.170 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong cái thời gian tới ấy, thì về phía Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát động các cái phong trào xây dựng về vấn đề là ví dụ như là các quỹ ngày vì người nghèo, rồi thì cái vận động cán bộ công chức viên chức, rồi thì nhân dân tiếp tục là giúp đỡ lẫn nhau. Những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn huyện Yên Minh không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đây là tiền đề, là cơ sở để huyện tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phần cuối của bản tin thời sự, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết ngày và đêm 14 tháng 3. Bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm 14 tháng 3. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực di tích quốc gia Ruộng Bậc Thang và vùng núi đất phía Tây, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình 75%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C, độ ẩm trung bình 80%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn, và xin kính chào tạm biệt.